rồi, nước tới, nước tới đây. Cảm ơn quý khách. Anh chị, hai anh chị uống gì? Em dùng gì? Em dùng nước cam. Cho chị hai ly nước cam nha em. Ok, có liền. Cho hai ly nước cam bằng số 8 nha. Anh ơi, hồi sáng giờ em làm mệt muốn xỉu luôn. Anh cho em vô nghỉ mệt chút xíu được không? Em mệt thiệt hay là giả bộ? Em lại kiếm cớ trốn viện nữa chứ gì? Trời đất ơi, thiệt mà. Anh coi đi, quán khách quá trời luôn. Em nhìn đi, ai cũng làm việc từ sáng tới giờ mà có ai than đâu. Đúng là lười biếng. Gia đình ai mà có đứa con như em thì là vô phúc mà. Nè, anh đừng tưởng anh là quản lý tôi thì có thể xúc phạm tôi nha. Tôi nói cho anh biết, tôi không làm nữa. Sao bà tới đây? Bà không được quyền tới đây sao? Bà nghe mọi người nói con làm việc rất công tử, hôm nay đến đây xem sao. Không ngờ con vừa làm biếng, vừa to tiếng trong quán, lại còn vô lễ cấp trên. Thái độ con như là sao? Tại anh ta xúc phạm con trước mà. Nín. Con sai mà không biết hối lỗi còn đổ thừa là sao? Anh Quang, em xin lỗi. Không phải lỗi của cậu. Cứ theo sát nó giùm tôi. Dạ. Xin lỗi. Sao mẹ không ở cạnh con lâu hơn? Từ lúc mẹ mất, ba lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc với con. Con thấy ngột ngạt lắm. Giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Alo, chị Hảo à, em đang buồn lắm, chị gặp em có được không? Buồn thì đi chơi, hay kiếm gì chị đó làm đi. Chị đang bận, có gì tôi chị gọi lại nha. Chị nè, em nói thiệt, em đang buồn lắm. Chị có thể phá lệ gặp em một lần được không? Chỉ 5 phút thôi cũng được. Nếu gặp chị, thì em sẽ thấy đỡ hơn. Em đâu phải là con nít đâu, mà mỗi lần có chuyện là phải có người dọn. Chị còn có gì của chị nữa. Vậy nha. Sao mọi người lúc nào cũng nghĩ mình là một thằng ăn chơi, đổ đốn chát tán? Tại sao lại có thành kiến với mình như vậy chứ? Chi? Dạ. Ủa, hôm nay tới phim dọn dẹp hả? Dạ. Ừ. À, chút về nhớ đóng cửa cẩn thận nha em. Ừ. Anh về trước ạ. À. Cái ông Quân này làm gì mà giờ này còn chưa chịu về nữa? Hay là còn ngồi tự kỷ trong kho một mình? Sống chịu về đi. Ê, trời ơi, tối rồi về để tôi còn đóng cửa nữa. Còn không thôi lát về sau là tự đóng cửa nha. Mất đồ là tự chịu á nha. Tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó. Cửa nhà kho bị hư rồi. Đó là nếu như có vô kho thì phải giữ cửa. Quá, cái ông kia, qua đây coi. Có ồn ào cái gì vậy? Đi qua đây, cửa bị khóa rồi nè.
Cái điện thoại á, tôi bỏ trong giỏ để ngoài rồi, cho tôi mượn điện thoại coi. Bây giờ điện thoại của anh đâu, cho tôi mượn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Lẹ lên để người ta còn quay lại nữa. Hết pin rồi. Cái ngày gì mà xui dữ vậy trời? À! Thưa mẹ, con mới về. Quân chưa về hả mẹ? Chưa. Sao con? Dạ, hồi chiều này con la nó quán cà phê. Nó vẫn chứng nào tật nấy không chịu sửa sai. Giờ này chưa về chắc ăn chơi lêu lỏng đâu đó rồi. Quang nè, dù nó có làm gì sai, con cũng đừng có làm nó mất mặt với nhân viên. Con cứ dồn ép nó vậy á, coi chừng nó ức chế rồi làm chuyện dại dột mà nghe. Mẹ, nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà chỉ trích mấy câu giận dỗi. Con trai con hiểu mà. Con còn biết nói nó là con trai của con hả? Nè, một giọt máu đào hơn ao nước lã đó nha. Ôi, sau này á, sớm muộn gì nó cũng sẽ thay con để gánh vác công ty. Bây giờ á, con phải cầm tay chỉ việc, dạy bảo nó từ từ chứ. Con suy nghĩ giống ba. Chỉ giao công ty cho người thật sự có năng lực. Con... Nó không chịu cố gắng á, con không bao giờ mà để cho nó ngồi không hưởng đâu. Quang à, con lên phòng nghỉ nha mẹ. Mẹ nhớ nghỉ sớm nha. Nè, dạ con nghe bà. Thằng Quân đang ở đâu vậy? Dạ con không biết. Vậy thì cô biết cái gì? Mau tìm nó về liền cho tôi. Dạ con biết rồi, con đi tìm Quân liền. Ôi, hồi nãy giờ tôi kêu mệt quá trời, muốn khan tiếng luôn. Bây giờ tới anh á, kêu phụ ơi. Kêu làm cái gì cũng ai nghe đâu. Nãy giờ kêu chưa mệt hả? Bộ sợ hay gì? Có tôi ở đây mà, có gì tôi bảo vệ cho cô. Tắt đèn tối thui hết trơn vậy? Chi ơi, chi ơi, chi. Ê mẹ, Quân ơi, Quân ơi. Ê, nó nghe nè, tôi giỡn thôi. Mà xỉu thiệt hả Quân? Vừa tội hù tôi hả? Mẹ dám lừa tôi đúng không? Hết hồn luôn à. Dạ, hứa quá. Trời ơi, khoái là ma lắm hả? Ai biểu chọc tôi chi? Ai biểu hù? Ây da, ây da, hù, đau, đau. Hù, 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 tôi giật mình. Tại cô hù tôi sợ rồi mà cô còn đánh tôi nữa, cho nên tôi mới không có mới nha. Mai mốt mà thử dám đụng vô người tôi cái coi là hả, tôi bẻ tay luôn á. Bẻ tay luôn hả? Cho chừa luôn á. Đụng nè sợ quá. Chưa. Nhìn cái mặt cô là biết cô đang tưởng tượng cô bẻ tay tôi đúng không? Hai chữ côn đồ nó hiện lên trên mặt cô kìa. Cô nói ở trọng hả? Anh cần gì phải tới đây? Tôi biết là Quân không đi với anh là được rồi. Một mình tôi đi tìm Quân cũng được mà. Thành phố này rộng mênh mông, một mình cô biết tìm nó ở đâu? Ở đây là quán quen đó, thường hay tới mà còn không có. Chắc là nó vòng vòng đâu đây thôi. Để tôi đi tìm nó với cô. Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh mà. Với lại
Nó cũng là em của tôi. Cô biết chuyện này lâu rồi phải không? Tôi không có trách cô đâu. Cô cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Cô đâu có quyết định được chuyện gì. Cái thằng không biết đi đâu nữa. Rồi sao ăn nói với bà nội đây? Thôi tôi qua đây tìm nha. Khoan đã. Cô qua bên đó ngồi chờ tôi chút đi. Chờ đó. Để tôi tự làm được rồi. Tôi làm xong rồi tự làm gì nữa. Đưa chân kia đây. Chân bên đây có bị gì đâu. Nhưng mà dán vô đi. Để cho nó đừng có cấn. Nghĩ đi hơn. Để tôi làm cho. Cô có thấy đường đâu mà làm. Tôi làm cho nó nhanh. Đưa đây. Đó. Thoải mái hơn nhiều đúng không? Hồi nãy tôi dán bà thấy đau lắm hả? Cô bị thương mà cô không biết luôn. Bộ cô không biết đau hả? Mai mốt cô gấp chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải tự lo cho bản thân mình trước đã. Đừng biết gì mấy cái chuyện dớ dẫn mà bán mạng như vậy. Cảm ơn anh nha. Mà anh về đi. Tôi tự đi tìm Quân được mà. Tự gì mà tự. Chia nhau đi tìm đi. Một mình cô biết tìm nó đâu. Hồi nãy tôi sực nhớ, đúng lý ra mình phải qua quán cà phê tìm nó trước mới phải. Mà hồi nãy tôi có hỏi anh Bình quản lý rồi, là lúc mà anh về anh không có thấy Quân ở bên đó. Thì cứ đi tìm thử đi. Dù gì bây giờ mình cũng biết nó ở đâu đâu mà tìm. Cô có bao nhiêu tuổi đâu mà cuộc đời cô trải qua nhiều thứ quá ha. Tính ra cuộc đời cô phong phú lắm luôn á. Thôi nghe kể chuyện xong rồi ngủ đi, mệt quá. Ở nhà tôi ai cũng ghét tôi hết. Nói gì tầm bậy tầm bạ không vậy? Cha mẹ nào mà không thương con. Tôi thấy hả, bà nội anh thương anh quá trời luôn. Còn ba mẹ của anh á thì nhiều khi có cách thể hiện nó khác lạ hơn người ta một chút, cho nên anh không có cảm nhận được tình cảm thôi. Cô nói làm như cô hiểu gia đình tôi lắm vậy. Trời, hiểu chứ sao không hiểu. Nhà anh dễ mà, có gì đâu không hiểu. Giống như này nha, sáng ngủ dậy thì phải suy nghĩ coi là ăn bít tết hay ăn gan ngỗng. Xong rồi tới chiều thì phải đau đầu, nhức óc, suy nghĩ coi là lấy xe hơi màu gì đi chơi. Xong rồi mỗi lần mà họ đi từ đầu nhà tới cuối nhà là hết ngày luôn rồi. Cái đó là cô coi trên phim á. Còn nhà tôi không có vậy đâu. Sáng tôi thức dậy là tôi không có gặp ba tôi rồi. Tối ba tôi đi làm về là tôi ngủ rồi. Sáng thì mở mắt ra ông nội la, chiều nhắm mắt lại bà nội la. Cả nhà tôi giấc mơ của ai cũng quan trọng hết. Chỉ có giấc mơ của thằng Quân này là không ai thèm quan tâm tới. Đã dậy ra ngoài kết bạn còn bị người ta kêu là gà đẻ trứng vàng. Thiệt là làm thiếu gia cũng đâu có sung sướng gì. Thôi, nói chuyện gì vui đi. Tính ra hoạn nạn mới thấy chân tình ha. Nè, sẵn tiện có dịp này, tôi với cô kết nghĩa làm anh em tốt luôn đi. Cô làm em trai của tôi đi. Hai, bỏ ra, giỡn mặt hả? Nhớ quýnh nãy không? Có gì đâu phải ghê vậy. Ghê không? Ê. Thôi nè, để tôi làm trước nha. Làm gì á? Cái này coi như làm cây nhang đi. Trời. Đó, tôi, đại thiếu gia tập đoàn Minh Quang, hôm nay chính thức nhận em trai là Kim Chi. Ê, kêu bằng chị đi, kêu bằng chị kết gì kết. Đi lên. Trời đất ơi, cô nhỏ hơn tôi mà làm chị tôi cái gì? Dạ thôi khỏi kết. Quân ơi. Quân ơi, Quân. Quân. Tiếng ai giống tiếng chị Hảo vậy? Quân ơi. Chị Hảo. Em nè. Quân. Chị Hảo mở cửa cho em đi. Thảo, em biết là Thảo sẽ tìm ra em mà.
Em có sao không vậy Quân? Tụi anh tưởng lại bị bắt cóc không đó. Em đó, tại sao lúc nào cũng làm cho mọi người lo lắng hết vậy? Điện thoại gọi không bắt máy nữa. Em xin lỗi, điện thoại của em hết pin. Hảo lo lắng cho em lắm đúng không? Quân thích chị Hảo thiệt. Hai người nhìn xuống đôi ghê. Mình làm gì có hy vọng đâu. Tỉnh lại đi Chi, phải biết giữ khoảng cách với mỏ vàng của mày. Cảm ơn anh chị đã mở cửa cho tụi em nha. Tưởng đâu là bị ở đây luôn rồi chứ. Thôi em xin phép về trước. Nè, trễ rồi, để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Bình thường á, tôi đi làm ca khuya về á, tôi toàn đi mình riết quen rồi. Cảm ơn anh nha. Nếu mà không nhờ anh thì tôi cũng không nghĩ quay lại quán cà phê làm gì nữa. Có gì đâu. Nếu đêm nay không tìm được thì sáng mai có người đi làm cũng sẽ biết thôi. Cảm ơn anh trai. Nhà Quân, nội mà biết được là không thích đâu đó. Chán ghê, cái gì cứ bà nội hoài à. Kệ bà nội đi chơi. Ủa nhưng mà sao anh gọi anh Khôi là anh hai vậy? Chuyện dài lắm, mai mốt tôi kể cho nghe. Công ty đang có chuyện, cả nhà ai cũng lo hết trơn á. Đáng lẽ giờ phút này nè, ba con phải ở nhà để cùng mọi người bàn bạc cái cách giải quyết. Có đâu lại qua nhà bên đó. Cái thằng con riêng đó thì nó giúp được cái gì chứ. Đó, cứ làm mấy cái chuyện vậy hoài đó, biểu làm sao mẹ không bực bội. Thôi mẹ bớt giận. Bây giờ ba lớn tuổi rồi, ba thích ở đâu, ba làm gì cho thoải mái thì mẹ cứ kệ ba đi mẹ. Còn về công ty, con lo liệu được mà. Con nói vậy làm sao? Ở cái nhà này thì có ai làm gì ổng đâu mà ổng không vui, không thoải mái chứ. Mẹ thấy là trong mắt của ba con bây giờ á, mẹ với cái gia đình này không có còn quan trọng nữa rồi. Không, ý của anh ba không phải như vậy đâu mẹ. Ba á hả, là lúc nào cũng coi mẹ là tuyệt vời nhất hết trơn á. Mẹ đừng có buồn nha. Đúng rồi. Đừng có giận nữa mà. Trời. Ngồi ba, Út. Kìa, cháu nội đích tôn của mẹ về rồi kìa. Nội con đang buồn á, làm gì cho nội con vui đi. Nhanh đi. Ủa, ai dám chọc giận bà nội đẹp của con vậy? Mà chút xíu con dỗ bà nội sao không nha. Bây giờ con đói bụng quá. Trời đất, đói bụng hả? Dạ. Qua đi ngồi. Trời ơi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống ăn đi. Rồi trưa nay con đi làm á, không có mang theo tiền gì hết, rồi ăn cái gì? Thì ăn ké đồ ăn của Chi đó nội. Trời, thời đại bây giờ con gái mà biết nấu ăn á hả, là hiếm lắm luôn á. Buông không được bỏ nữa chứ con. Nhỏ này, dạy cháu tầm bậy tầm bạ không à. Nè, từ mai á con muốn ăn cái gì cứ nói cô Hồng nấu sẵn đi, rồi ship qua bên quán cho con ăn. Đừng có ăn ké hoài, kỳ lắm. Có gì nữa đâu mà kỳ nội. Bây giờ ai cũng biết hết rồi, người ta chỉ sợ con quê, sợ con mắc cỡ, người ta né con thôi. Chứ mặt mũi con có còn nữa đâu mà sợ. Chuyện hôm qua ba hơi nóng tính nên lỡ tay, cho ba xin lỗi nha. Con nghe gì ông Quân? Người ba khó tính, hay quậu quọ khó chịu, chị mới xin lỗi con đó. Em có nằm mơ không anh ba? Quyên. Hả? Thôi đi, làm quá à. Nè, con thấy chưa, ba con thương con lắm đó. Con phải nên thân nên người hơn đó, biết chưa? Thịt này ngon quá vậy. Ai làm món này vậy ta? Mẹ lái hay quá à. Trong con thời gian đẹp nắng